Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Camera Cuộc Sống của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Mở đầu bản tin như thường lệ là tiểu mục ống kính 24 giờ với những thông tin đáng chú ý. Công an thị xã Phổ Yên vừa tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Thanh Trung, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên để điều tra về hành vi giết người. Theo đó, do mâu thuẫn cá nhân khi chơi game, Minh đã dùng dao dạng liềm chém nạn nhân vào sau lưng và xuyên vào phổi. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Yên Bình. Tại cơ quan công an, đối tượng Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ. Khoảng 12 giờ 17 phút ngày 1 tháng 2, trên địa bàn xóm 8, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra cháy lớn tại nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thảo Huy. Sau gần 2 giờ, các lực lượng chức năng đã nỗ lực khống chế, dập tắt, không để xảy ra cháy lan và gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được tiếp tục điều tra. Hiện nay, đại dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại trong cộng đồng tại một số tỉnh, thành phố và diễn biến ngày càng phức tạp. Cùng với việc liên tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến dịch, đa phần người dân đã chủ động nâng cao ý thức phòng chống dịch. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số người không đeo khẩu trang hoặc chỉ đeo chiếu lệ tại một số địa điểm công cộng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo việc đeo khẩu trang và đeo khẩu trang đúng cách là biện pháp ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Vì vậy, mỗi người dân hãy tự nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mình trong việc phòng chống dịch, đặc biệt phải đeo khẩu trang đúng cách để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Đến năm 2030, chính phủ muốn phát triển 500 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, 200 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đây là một trong 3 mục tiêu của chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 vừa được Thủ tướng ban hành. Số liệu từ Tổng cục Thống kê, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng ô tô đạt 551 triệu đô la Mỹ trong tháng đầu tiên của năm 2021. Cụ thể, lượng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về thị trường Việt Nam sụt giảm mạnh. Theo báo cáo sơ bộ của Tổng cục Thống kê, ước tính chỉ có khoảng 6.000 ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu về nước trong tháng 1 năm 2021, trị giá đạt 191 triệu đô la Mỹ. Lượng xe nhập khẩu này giảm hơn nửa về lượng và giảm gần một nửa về giá trị so với tháng trước đó. Lo lắng khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, hàng loạt du khách hủy tour đến các địa điểm du lịch chưa xuất hiện ca nhiễm trên cả nước. Theo khảo sát của Hiệp hội Du lịch Sapa, dù tỉnh Lào Cai chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, nhưng đã có từ 18 đến 25%, tương đương với 12.000 đến 17.000 khách hủy tour Sapa trong dịp Tết Nguyên đán. Tương tự, tại nhiều công ty du lịch khác cũng ghi nhận khoảng 30% lượng khách hủy dịch vụ, chủ yếu là các du khách từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, các công ty đã thông báo hủy tour đến Quảng Ninh và chuyển hướng điểm tham quan cho du khách. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh với các loại tội phạm và tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu. Cùng với toàn tỉnh, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Đồng Hỷ cũng đã tích cực triển khai tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm trên các tuyến đường, địa bàn được phân công. Cùng với Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh, từ giữa tháng 12 năm 2020, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Đồng Hỷ đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện và thiết bị, đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, phát hiện, xử lý, ngăn ngừa các lỗi vi phạm, nhằm mục tiêu tăng cường đảm bảo an toàn giao thông. Từ đầu đợt cao điểm đến nay, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Đồng Hỷ đã tổ chức được gần 50 ca tuần tra kiểm soát với trên 130 lượt cán bộ tham gia. Cao điểm xử lý về trật tự an toàn giao thông, Công an huyện Đồng Hỷ chủ yếu tập trung xử lý về các cái lỗi vi phạm như là nồng độ cồn, tốc độ và các hành vi về chở hàng quá, vượt quá trọng tải. Xe mô tô thì là những cái hành vi như là không đội mũ bảo hiểm, chở vượt quá số người quy định. Qua công tác tuần tra kiểm soát trong đợt ra quân cao điểm, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Đồng Hỷ đã phát hiện trên 260 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trên 350 triệu đồng. Việc kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm đã góp phần ổn định trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của người dân khi tham gia giao thông, từ đó góp phần kiềm chế và đẩy lùi các nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Công an nhắc nhở thì mình lần sau sẽ thực hiện đúng. Chúng tôi là người dân thì rất ủng hộ cái nhà chức trách làm tốt cái công tác
kiểm tra, kiểm soát người tham gia giao thông. Thời điểm hiện tại, dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp. Cùng với đó, nhu cầu đi lại của người dân những ngày cuối năm cũng tăng cao. Bên cạnh nhiệm vụ tiếp tục duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thì công tác phòng chống các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho các cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ cũng đã được đội cảnh sát giao thông công an huyện Đồng Hỷ quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Hy vọng rằng dịch bệnh COVID-19 sẽ sớm bị đẩy lùi, các tuyến đường được thông suốt, việc đi lại thuận lợi, giúp nhân dân vui xuân đón Tết vui vẻ, an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, tập thơ Chợp mắt và mơ do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành cuối năm 2020. Đây là tập thơ thứ hai được xuất bản của nhà thơ Nguyễn Kiến Thọ sau tập Thanh Minh năm 2007. Trong số 37 bài thơ, bên cạnh những sáng tác trong giai đoạn gần đây, tác giả Nguyễn Kiến Thọ cũng giới thiệu những bài thơ yêu thích từ thời kỳ đầu sáng tác cách đây khoảng 30 năm. Nhờ đó, người đọc có thêm dữ kiện để hình dung phần nào về diện mạo, hành trình và những sự chuyển dịch trong thơ Nguyễn Kiến Thọ. Người quan tâm thơ, yêu thơ dễ dàng nhận thấy sự chuyển dịch trong thơ của tác giả Nguyễn Kiến Thọ. Nếu Thanh Minh là những cảm xúc mới lạ của ông khi chạm vào mạch nguồn thơ ca, thì Chợp mắt và mơ lại là những chiêm nghiệm rất đời. Dưới góc nhìn của nhà thơ, vạn vật, tất thảy những gì đang diễn ra trong cuộc sống thường ngày đều để lại cho ông những dung cảm khác lạ. 40 tuổi, tôi mới in tập thơ đầu tiên và cái tên Thanh Minh vừa có nghĩa như là một sự thanh minh về cái sự chậm trễ, lỡ hẹn với thi ca của mình. Vừa có nghĩa là mang cái tinh thần của tập thơ đó, chợp mắt và mơ. Chợp mắt chứ không phải là ngủ, không phải là ngủ say, mà trong cái chợp mắt đấy có cả cái sự thao thức. Chợp mắt và mơ, tập thơ thể hiện sự trân trọng và ấn tượng sâu sắc trước những chiêm nghiệm nhân sinh qua góc nhìn riêng độc đáo của nhà thơ Nguyễn Kiến Thọ. Dưới góc nhìn của các nhà nghiên cứu, thơ Nguyễn Kiến Thọ chứa đựng 4 cái tôi: phản tư, phản biện, mong và mơ. Và đó là cái tôi trong đa nhiệm. Tôi bắt gặp trong đây là vẫn là một Nguyễn Kiến Thọ nhiều mơ mộng và thuộc về cái mỹ cảm thơ của một cái thời chưa xa, những năm 80. Tuy nhiên thì ấn tượng với tôi hơn cả đấy vẫn là những cái vần thơ mà nó đầm cái chất đời sống. Nó mang cái vòng âm đời sống mà có thể định danh đấy là thơ hiện thời. 37 bài thơ, một số lượng không nhỏ. Chợp mắt và mơ đủ sức để gợi mở những cảm xúc với bạn đọc. Những vần thơ xuất phát từ chiêm nghiệm cuộc sống, hướng tới sự sẻ chia của người đọc và thể hiện một tâm hồn thơ mới, lắng sâu và dịch chuyển. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về tình hình thời tiết ngay sau đây sẽ khép lại bản tin Camera Cuộc Sống của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết Thái Nguyên ngày 3 tháng 2. Dự báo ngày 3 tháng 2, các khu vực của Thái Nguyên có nơi có mưa nhỏ rải rác, trời nhiều mây, có sương mù nhẹ vào sáng sớm. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, gió nhẹ, độ ẩm cao, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, sáng và đêm trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, ngày trời âm u, sáng có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều có lúc giảm mây, hửng nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, trời rét.